Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn xem đây là cây mít ruột đỏ sơ đỏ. Nó là loại mít hiện tại thì nhiều người xem nó là loại mít triển vọng trong tương lai. Hiện tại thì diện tích trồng chưa nhiều, nhưng mà gần như những người trồng mít thì đều chú ý tới giống mít này. Và hy vọng trong tương lai thì nó sẽ trở thành giống mít được trồng đại trà nhất và là giống mít xuất khẩu chính qua thị trường Trung Quốc, để thay thế cho mít Thái siêu sớm ở thời điểm hiện tại. Thì các bạn thấy cây mít này được người ta trồng gần với gốc của một cây mít Thái siêu sớm đang thu hoạch. Cây mít Thái siêu sớm này thì nó có cái trái trên kia kìa, và nhiều cái trái khác đã được người ta cắt bán rồi. Thì như các bạn trồng mít thì đều biết đó, mít Thái siêu sớm thì nó đang là loại mít trồng đại trà nhất hiện nay, cũng là loại mít xuất khẩu chính qua thị trường Trung Quốc. Nhưng mà cùng với cái diện tích trồng đại trà đó thì cũng có nhiều người bắt đầu lo sợ là không biết mít Thái siêu sớm thì nó sẽ đi về đâu trong tương lai, bởi vì nó có những cái khuyết điểm rất là lớn, như là bị sơ đen, rồi cây thì nó không có tuổi thọ cao. Thường thường trồng khoảng từ 6-7 năm là nó bắt đầu chết. Như cây này các bạn thấy thì nó đang thu hoạch như vậy, nhưng mà nó cũng có những cái vết bệnh rồi. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem những cái vết bệnh nè. Đó, như chỗ này thì nó bị xì mũ nè. Đó, ngay đây. Rồi mấy chỗ này nó tróc da. Đây cũng là một cái vết xì mũ. Và chỗ này nữa, chỗ này thì bị tróc da nè. Và dự đoán thì cây mít này nó chỉ ăn một vài mùa nữa thôi là nó sẽ chết cây. Cho nên cái cây mít ruột đỏ đã được người ta trồng thay thế ở cạnh bên gốc. Thì nói về chất lượng thì mít sơ đỏ ruột đỏ này nó có vẻ nó ngọt hơn cái mít Thái siêu sớm một chút. Rồi cái muối nó thì có thể nó giòn hơn một chút nữa. Thì đó là hai cái ưu điểm lớn. Và cái điều đặc biệt nữa là cái màu đỏ của nó rất là bắt mắt. Và nhiều người sành ăn mít thì đều đánh giá là mít sơ đỏ ruột đỏ này có chất lượng ngon hơn. Mặc dù vậy thì trái nó nhỏ hơn và cây nó chậm lớn hơn. Đó là hai cái khuyết điểm ban đầu mà chúng tôi có thể đánh giá. Còn những cái khuyết điểm hoặc là những cái đặc điểm khác nữa thì ở thời điểm hiện tại thì chưa có biết như thế nào. Ví dụ như về thị trường hay là về năng suất thì hiện tại chưa có trái nhiều, cho nên là chưa biết năng suất như thế nào, cũng chưa ai có bán để mà biết thị trường nó ra sao. Và chỉ hy vọng là nó một cái loại mít tiềm năng trong tương lai thôi. Còn mít Thái siêu sớm thì nó là loại mít đại trà nhất bây giờ, gần như ai cũng biết rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để phân biệt hai cái loại mít này qua lá. Đó, đây là hai cái lá. Thì thoạt nhìn thì các bạn thấy nó cũng có khác nhau đó. Rồi bây giờ đầu tiên là ta nhìn ở trên cây trước nha. Đó, như các bạn nhìn cây mít này là mít ruột đỏ sơ đỏ nè. Còn đây là những cái lá của mít Thái siêu sớm. Rồi các bạn có cảm nhận nó khác nhau như thế nào không? Dĩ nhiên là nó có khác nhau đó. Và những người có kinh nghiệm thì nhìn qua là có thể nhận biết được. Nhưng mà đối với những người không rành hoặc là chưa từng trồng mít thì có thể không biết. Rồi bây giờ tôi cũng nói qua luôn. Là như cái cành bạn các bạn nhìn lúc nãy. Thì mít Thái siêu sớm lá nó có vẻ bóng hơn. Đây, mít Thái siêu sớm thì lá đây. Nó có vẻ bóng hơn. Còn mít ruột đỏ thì nó ít bóng hơn. Rồi một cái cảm nhận thứ hai là cây mít ruột đỏ sơ đỏ lá nó rậm hơn, bởi vì khoảng cách giữa các mắt lá nó gần nhau, còn khoảng cách giữa các mắt lá ở trên cây mít Thái siêu sớm thì nó xa nhau hơn, cho nên nhìn nó thưa hơn. Đó là hai cái cảm nhận về lá mà ta vừa nhìn vào. Rồi bây giờ ta sẽ nhận xét trên hai cái lá nè.
cái yếu tố, hai cái yếu tố lúc nãy tôi vừa nói rồi đó. Mít thấy thì sớm thì nó bóng, rồi lá thì nó thưa hơn, đó là hai cái đặc điểm. Bây giờ tới đặc điểm thứ ba là mít thấy thì sớm thì lá nó trải thẳng hơn, còn mít ruột đỏ thì lá nó ấp lại, nó luôn luôn ấp ấp lại như thế này chứ nó không có trải thẳng. Đó, đó là đặc điểm thứ ba. Rồi đặc điểm thứ tư nữa là mít thấy chiều sớm lá lớn hơn, cái đó thì gần như nhìn qua là biết liền. Rồi một cái đặc điểm nữa là phía sau của lá nè, khi mà ta dùng tay để cào ngược thì mít ruột đỏ không có lông, còn mít thấy chiều sớm thì nó có lông, và chỉ cào một lần đầu tiên thôi thì nó có lông nhám, nhưng mà qua lần thứ hai thứ ba thì lông nó rụng đi, còn mít ruột đỏ thì nó không có lông. Đó là những cái đặc điểm để ta phân biệt. Và khi các bạn đi mua cây giống thì cũng có thể phân biệt qua những cái đặc điểm mà tôi vừa nói. Rồi bây giờ tôi lặp lại, nhắc lại nha. Thứ nhất là lá của mít ruột đỏ thì rậm hơn, lá của mít thái chiều sớm thì thưa hơn. Rồi đặc điểm thứ hai là lá của mít thái chiều sớm thì nó bóng hơn, lá của mít ruột đỏ nó ít bóng hơn. Rồi đặc điểm thứ ba là lá của mít thái chiều sớm thì to hơn, và lá của mít ruột đỏ thì nhỏ hơn. Đặc điểm thứ tư là lá của mít thái chiều sớm là trải thẳng, còn lá của mít ruột đỏ thì nó ấp lại. Rồi đặc điểm thứ năm là mít thái chiều sớm thì có lông ở phía lưng lá, còn mít ruột đỏ thì gần như là không có lông, hoặc là có lông ít hơn. Đó, các bạn vừa xem những cái đặc điểm mà tôi vừa nói. Và hiện tại thì người ta hy vọng cái mít ruột đỏ nó sẽ thay thế cái mít thái siêu sớm để trở thành loại mít xuất khẩu chính trong tương lai. Rồi hiện tại thì các bạn thấy đó, người ta trồng một cái cây ở cái mít ruột đỏ ở gần gốc của cái mít thái siêu sớm, để hy vọng khi mít thái siêu sớm chết đi thì cây mít ruột đỏ này sẽ thay thế. Rồi tôi kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.